Thế thì trong buổi hôm nay mình có viết trên tựa đề của buổi livestream, đó là mình sẽ chia sẻ với những người đang quan tâm đến vấn đề thiền, những phương pháp mà phổ biến nhất và dễ thực hiện nhất để thực hành thiền. Và thường thì mọi người khi bắt đầu quan tâm đến thiền thì đều cảm thấy rất là mông lung, không biết là phải bắt đầu từ đâu và dùng phương pháp nào cho phù hợp hay là hiệu quả đối với bản thân mình. Và trên mạng thì có rất rất nhiều nguồn thông tin, và thực ra thì nguồn thông tin nào cũng có cái căn cứ và có cái lý lẽ của họ, và có lẽ là cũng đều có tác dụng cả thôi. Tuy nhiên là bởi vì rất nhiều thông tin khác nhau cho nên là thường thì mình mới bắt đầu mình sẽ bị rối, đúng không ạ? Và cũng không biết là nên theo cái nguồn thông tin nào để cho nó hiệu quả nhất đối với bản thân của mỗi người. Thế thì mình xin được khái quát một chút về các phương pháp thiền để mọi người có thể có một cái nhìn bao quát hơn, và từ đó thì có thể lựa chọn cho mình cái phương pháp nào phù hợp nhất và thích hợp với cái không gian hay là thời gian hay là cái khuôn khổ môi trường và gia đình của mình, để mà giúp cho mình có thể có khả năng để mà thực hiện được cái mong muốn, ý định là sẽ thực hành thiền đó. Thế thì thiền có rất là nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì nó chỉ có hai loại chính thôi. Loại thứ nhất đó là thiền thư giãn, hay là thiền calming meditation, tức là thiền làm cho mình cảm thấy bình ổn hơn này, hài hòa hơn, thư giãn hơn, rồi tăng cái độ tập trung, tăng độ sáng tạo, hay là tăng sự minh mẫn trong tâm trí. Đó, thì là cái phương pháp đầu tiên gọi chung là calming meditation, hay là thiền thư giãn. Và phương pháp thứ hai đó là thiền để giải quyết được vấn đề tâm trí, hay là gọi là phương pháp thiền thanh lọc tâm trí. Và phương pháp đó thì nó đòi hỏi nhiều cái công đoạn, hay là nhiều cái công việc mà mình phải thực hiện, nhiều cái bài tập, nhiều cái vấn đề mà mình cần phải mổ xẻ hơn để mình giải quyết được những cái vấn đề nó sâu hơn ở trong tâm lý của bản thân mình, mà mình đã mang theo qua rất nhiều năm. Đối với bản thân mình, trải nghiệm riêng của cá nhân mình ấy, thì mình bắt đầu tập thiền khoảng độ 8 năm trước, cũng chỉ là gọi là bập bõm tìm hiểu thôi, và cũng thử rất là nhiều phương pháp. Và cơ bản thì ai mới bắt đầu cũng sẽ bắt đầu với cái phương pháp thiền thư giãn. Và đối với bản thân mình thì sau một thời gian tập thiền thư giãn với rất nhiều các phương pháp khác nhau, thì khoảng độ 6 năm sau thì mình cảm thấy là mình cũng có vẻ là cân bằng hơn, đỡ stress hơn, rồi tính tình nó cũng điều hòa hơn, đỡ cục cằn thô lỗ. Tuy nhiên là đến một cái thời điểm nhất định thì mình cảm thấy là cái thiền thư giãn, cách thức thiền thư giãn này nó vẫn không giải quyết được một số vấn đề trong tâm lý của mình. Và đặc biệt là nó cũng không giúp mình tìm ra câu trả lời cho cái câu hỏi mà mình quằn quại suốt rất nhiều năm trời. Ví dụ những câu hỏi như là mình là ai, sinh ra để làm gì, mục đích sống là gì, vì sao mình lại cứ phải trải qua những cái sự việc hết sức là khó khăn, đau khổ, quằn quại. Hay là vì sao những cái sự việc này nó lại cứ xảy ra trong cuộc sống của mình mà cảm thấy là quá cái sức chịu đựng của mình chẳng hạn. Hoặc là vì sao mọi người lại cư xử với mình như thế. Hoặc là vì sao mà bản thân mình cứ cảm thấy không tiến lên được, không thay đổi được, không có một cái bước ngoặt, một cái tiến bộ trong cuộc sống. Mình thấy có một cái thông báo gì đó trên camera nên là mình xem lại để mình để gần hơn cho chắc là mọi người nghe thấy rõ. Chắc là nghe rõ hơn lần trước phải không nhỉ? Thế mình nói tiếp về cái quá trình đến với thiền của mình á. Thì ban đầu sẽ là tập thiền thư giãn. Và mình nghĩ rằng đối với rất nhiều người á, thì thiền thư giãn là cái phương pháp mà dễ tiếp cận nhất và đủ để bạn cảm thấy là thiền mang lại hiệu quả cho cá nhân mình. Đặc biệt là những người mà muốn tập thiền á, để cảm thấy đỡ stress hơn này, tính tình điều hòa hơn này, hoặc là để có một cái sự cân bằng, sự vững vàng mạnh mẽ trong cái việc là đối mặt với những công việc, với những cái khó khăn, những va vấp hàng ngày, thì thiền thư giãn nó cũng giúp mình bình ổn hơn trong vấn đề tâm lý. Và những người mà muốn
khả năng tập trung, tăng cái khả năng sáng tạo, hoặc là thậm chí là kinh doanh, trong cái lĩnh vực kinh doanh á, là tâm trí mình nó minh mẫn hơn, cho nên mình sẽ sắc bén và nhạy bén hơn trong lĩnh vực kinh doanh chẳng hạn, hoặc công việc chẳng hạn. Thế thì thiền thư giãn nó có rất nhiều tác dụng đối với rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều hoàn cảnh. Gần như là ai cũng sẽ nhận được cái tác dụng của việc là thực hành thiền thư giãn hàng ngày. Thì thực ra là bây giờ mình phát hiện ra rằng là phải là hàng ngày thì mới thực sự có tác dụng. Vì tập một lần một tuần, hoặc hai lần một tuần, ba lần một tuần thì nó cũng tốt hơn một chút, nhưng mà nó sẽ không đạt được cái hiệu quả cao và sâu. Thế thì trong buổi hôm nay mình sẽ giới thiệu về phương pháp thiền thư giãn, bởi vì mình nghĩ rằng đây là phương pháp phù hợp với gần như là với số đông, tất cả những ai mà bắt đầu quan tâm đến thiền hay là bắt đầu thử nghiệm thực hành thiền, thì phương pháp thiền thư giãn là một phương pháp mọi người nên thử thực hành và nên biết được hết những cái cách thức nào được sử dụng trong thiền thư giãn để có thể thử nghiệm và áp dụng xem là cái nào phù hợp với bản thân mình nhất. Thế còn cái phương pháp thiền thanh lọc tâm trí để giải quyết được vấn đề tâm trí á, thì mình nghĩ rằng nó phù hợp với những người mà có một chút vấn đề về tâm lý. Mình đã từng như thế nên là mình nghĩ rằng là như vậy sẽ hợp lý hơn. Vấn đề tâm lý có nghĩa là rất stress, hay là có một chút trầm cảm này, hoặc là có những cái băn khoăn mâu thuẫn trong nội tâm rất là gay gắt và cảm thấy là bế tắc trong cuộc sống, hay là không tìm ra được câu trả lời rằng là mình sống để làm gì, mục tiêu của cuộc đời mình là gì, ý nghĩa của những sự việc diễn ra trong cuộc sống của mình là gì, hay là tại sao những cái mối quan hệ của mình lại như thế. Thế thì cái phương pháp này sẽ phù hợp hơn với những người mà cần tìm kiếm những câu trả lời đó cho vấn đề sâu trong tâm lý của mình. Và có lẽ là mình sẽ tổ chức một cái lớp thiền dành cho cái đối tượng thứ hai này. Mình thấy có câu hỏi của comment của anh Đào. Sau khi mà phát sóng live video thì mình sẽ luôn luôn lưu lại để đăng lại cái video này ở trên page, và mọi người có thể xem lại vào cái thời gian thích hợp nhất đối với từng người. Và mình nghĩ rằng là những người mà đang theo dõi video này hoặc là sau này xem lại thì đều đã và đang là những người quan tâm đến thực hành thiền và muốn bắt đầu, phải không ạ? Hoặc là đã bắt đầu rồi, tuy nhiên là muốn có thể là thu thập thêm một số cái thông tin hoặc một số cái hướng dẫn để việc thực hành thiền đó hiệu quả hơn. Thì trong buổi hôm nay đó, mình vừa mới nói là mình sẽ nói kỹ hơn về cái phương pháp là thiền thư giãn. Và một cái lớp thiền thanh lọc tâm trí thì mình sẽ tổ chức riêng. Và nếu như mà có ai mà quan tâm đến cái lớp thiền thanh lọc tâm trí, giải quyết những vấn đề về tâm lý đó, thì có thể là để lại thông tin, ví dụ như là comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình, để khi mà mình tổ chức lớp, mình sẽ nhắn tin thông báo với mọi người để có thể tham gia và tìm một cái lịch phù hợp. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến phương pháp thiền thư giãn nhé. Thiền thư giãn ấy, thì có thể là mỗi người có một cái mục tiêu khác nhau trong việc là tìm hiểu này và bắt đầu thực hành nó. Thế thì mình sẽ đưa ra những cái phương pháp, những cái cách thức mà mình cảm thấy là hiệu quả để mình hướng dẫn cho mọi người có thể bắt đầu thực hiện ngay và tự thực hiện được tại căn phòng của mình, hay là trong một cái góc nhỏ bé nào đó, thậm chí ở văn phòng. Có nghĩa là chỉ cần một cái không gian nào đó khá là phù hợp là mình có thể tự thực hiện được, chứ không cần phải theo lớp, theo thầy gì cả. Thế thì thường thì phương pháp thiền thư giãn này sẽ chúng ta sẽ cần có một cái không gian nho nhỏ mà mình không bị làm phiền. Tức là ví dụ mình đóng kín được phòng thì tốt này, hoặc là mình có thể nói với mọi người là mình chuẩn bị thiền nên là đừng gọi mình hoặc đừng làm phiền mình trong vòng 10-15 phút tới, ví dụ thế. Mình có một không gian không bị làm phiền, có một cái chỗ ngồi, có thể là ngồi dưới sàn nhà này, hoặc là ngồi trên ghế này, hoặc ngồi trên giường, hoặc ngồi trên sofa. Bây giờ mình đang ngồi trên sofa. Thế thì miễn là có một cái góc nhỏ đấy để mình ngồi tập trung trong khoảng độ có thể mới bắt đầu thì chỉ cần 10-15 phút thôi. Còn nếu mà thiền lâu rồi thì mình nên thiền từ 20-30 phút.
Bởi vì thực ra trạng thái thiền đạt được theo nghiên cứu khoa học đấy là khoảng độ sau 16 đến 18 phút thì cái sóng não của mình nó mới bắt đầu dịu xuống, mới bắt đầu thư giãn và mới bắt đầu đạt đến trạng thái bắt đầu thiền. Thế thì để mà bắt đầu nhé, thì thường cái thời gian để mà tập thiền ấy thì sáng sớm là một thời gian tốt này. Bởi vì cái tâm trí của mình nó chưa bị quá là xáo trộn với nhiều thông tin, nhiều vấn đề, nhiều cái va chạm trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Nên buổi sáng thì tâm trí mình khá là thư giãn, khá là bình lặng và chưa có nhiều vấn đề quá để mà suy nghĩ đến. Nên buổi sáng sớm mới thức dậy là một cái thời gian, một thời điểm tốt để thiền. Và thời điểm thứ hai thì có thể là một cái thời gian rảnh nào đó trong ngày đều được. Tuy nhiên là buổi chiều tối tầm độ 4-5 giờ thì thường thì cái tâm trí của mình nó cũng sẽ lắng hơn so với những cái thời điểm khác. Thì 5 giờ chiều là một cái thời điểm tốt, giúp cho việc tập thiền nó hiệu quả hơn một chút. Và cũng có thể là tập vào buổi tối. Tuy nhiên là nếu là buổi tối thì sau 9 giờ thì thường mình sẽ dễ bị cơ thể mình nó mệt và dễ buồn ngủ. Thì thiền trước 9 giờ sẽ hiệu quả hơn và tâm trí của mình nó dễ tập trung hơn. Sau 9 giờ thì mình dễ bị buồn ngủ, dễ bị lẫn một chút drowsiness, dễ bị lẫn với lại việc nửa ngủ nửa tỉnh. Thế nên là mọi người cố gắng thiền được sáng sớm hoặc là buổi chiều hoặc là buổi tối sớm một chút. Thì khi mà thiền thư giãn á, thì tìm được một cái không gian phù hợp rồi này, và một cái chỗ ngồi để mình ngồi thiền này. Thì cái tư thế á, mọi người có thể là ngồi trên một cái ghế và thả chân xuống đất bình thường cũng được. Hoặc là có thể ngồi xếp bằng trên giường này, hoặc là dưới đất này, hoặc trên ghế này, ngồi xếp bằng. Bây giờ mình đang ngồi gọi là ngồi xếp bằng. Thì cũng không phải nhất thiết phải là ngồi kiết già hay bán kiết già như là trong đạo Phật hay là những người mà họ dạy rất là phức tạp. Không nhất thiết phải ngồi như này ạ, mà miễn sao mình có thể ngồi một cách thư giãn thoải mái nhất thôi. Đấy, thì khi mà ngồi trên ghế salon sofa như này thì nó hơi bị ngả lưng, cho nên là mình cần phải kê một số cái gối êm để cho sao cho cái tư thế ngồi của mình lưng nè, cột sống này và cổ gáy đầu thẳng. Thế thì cái việc là ngồi thẳng như này á, nó sẽ giúp cho mình tỉnh táo, tập trung. Và theo như một số cái nghiên cứu hoặc là theo những cái về mặt tinh thần học và tâm linh học, thì những cái luân xa của cơ thể nó sẽ được nằm trên một đường thẳng, trục thẳng. 7 luân xa của cơ thể, 7 luân xa chính, thực ra là có tận 140 mấy luân xa cơ, nhưng chúng ta chỉ đề cập đến 7 luân xa chính. Thì khi mà nó ở trên một đường thẳng á, thì năng lượng nó sẽ được lưu thông này, rồi là cơ thể mình nó sẽ được cân bằng, mọi thứ được đúng trên cái trục của nó thì nó sẽ được cân bằng hơn. Thế cho nên là tất cả các phương pháp thiền đều khuyên là chúng ta sẽ ngồi thẳng lưng, thẳng vai gáy này, thẳng cổ và thẳng đầu. Mình nhìn thấy có một số bạn comment nên mình xin được phép check một chút. Các bạn đang tag người quen vào thôi. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu video đến người quen để cùng theo dõi. Mình tiếp tục nói về cái tư thế ngồi thiền đó là khi mà ngồi thẳng như vậy rồi này, thì chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể, tìm cái tư thế sao cho mình cảm thấy ngồi được dễ chịu nhất này, không bị gò bó quá hay là không bị còng lưng hay không bị ngửa đầu quá như này, là cũng rất dễ bị buồn ngủ. Nếu mà ngửa đầu quá là dễ ngủ gật lắm. Thế và tư thế tay ạ. Tư thế tay thì nhiều người nghĩ rằng là ngồi thiền, mọi người có nhìn thấy không? Ngồi thiền là tay phải như này. Giống như tư thế vẽ ở trong những cái hình ảnh hay những bức tranh mà Phật ngồi thiền nó rất là quy củ đúng không? Nó phải như này chẳng hạn. Hoặc là phải như này nhỉ? Bấm cái đốt nọ vào đốt kia, nó phải đúng chỗ rồi các thứ. Nhưng mà thực ra thì mình không nghĩ là bắt buộc phải như thế. Bởi vì đấy là mình cũng thử nghiệm và áp dụng trên bản thân mình. Và mình cũng có tham gia rất nhiều khóa thiền của nhiều
trường phái khác nhau và nhiều thầy, nhiều nhiều cô khác nhau. Thế thì chung quy lại thì đa phần các thầy cô và các trường phái đều hướng dẫn rằng là ngồi thẳng, và tay thì chỉ cần là để ở cái tư thế thoải mái, và tốt có lẽ là ngửa tay lên như này thì theo như cái năng lượng học thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó contact hay là giao thoa được với cái không khí, cái bầu khí quyển xung quanh mình, hay là cái năng lượng nó sẽ được ra vào dễ hơn, cho nên mọi người khuyên là ngửa tay. Tuy nhiên là nó cũng không nhất thiết phải như thế. Thì thường khi mà để tay này, có lúc mình thấy mỏi thì mình sẽ lại để ra phía trước như này chẳng hạn, mình đặt xuống chân cho nó thoải mái, miễn là cái vai mình được thả lỏng này, và mình ngồi được lâu. Chứ tay tư thế nào nó gò bó quá sẽ khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi và gò bó, và mình ngồi thiền mình không tập trung được. Khi mà mình cứ cảm thấy cứ phải tập trung vào cái tay của mình, cứ phải giữ tay như này chẳng hạn, mình cũng không thể tập trung vào cái vấn đề khác được. Thế thì khi mà ngồi được vào cái tư thế thoải mái rồi, thẳng lưng, thẳng đầu, thẳng vai, thẳng gáy rồi, thì thường thì mình sẽ nhắm mắt, nhắm nhẹ mắt lại, khép mắt lại. Một số người thì cho rằng là nên hé mở mắt một chút, vẫn nhìn thấy mờ mờ, kiểu hơi dim dim, lim dim như này, để nhìn thấy, để biết rằng mình vẫn đang ở cái căn phòng này, mình kết nối với lại cái không gian này nó chắc hơn so với việc là nhắm mắt và nhiều khi ngủ gật thì cũng được. Nói chung là nếu như mà mình thường xuyên ở trong trạng thái buồn ngủ và dễ ngủ gật thì mình hơi lim dim mắt một chút có lẽ sẽ tốt hơn cho cái việc là mình đỡ bị ngủ gật hơn. Thế, tuy nhiên là bản thân mình á, thì mình thường là nhắm mắt, bởi vì mình cảm thấy khi mà nhắm mắt thì mình sẽ tập trung hơn vào những gì diễn ra ở bên trong nội tâm này, trong cơ thể, trong suy nghĩ của mình nhiều hơn so với việc mở mắt, thì mình dễ bị phân tán bởi những thứ xung quanh. Thì khi mà đây đây là cái tư thế ngồi thiền chung nha, mình sẽ nhắm mắt nhẹ như này. Và thường á, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái thiền, buổi thiền bằng việc là tập trung vào hơi thở, tức là hít sâu này rồi thở ra nhẹ nhẹ này. Mình tập trung cứ hít sâu thở đều như vậy một chút, một vài nhịp, để cho tâm trí của mình bắt đầu lắng lại và tập trung vào những gì đang diễn ra ngay tại thời điểm này, đó là cơ thể mình đang ngồi ở đây. Mình đang hít vào thở ra và mình quan sát xem là có cái bộ phận nào trên cơ thể mình đang mỏi này, đang cảm thấy không thoải mái này, thì mình sẽ thả lỏng nó ra. Ví dụ ngồi một lúc như này quan sát hơi thở mà mình bắt đầu thấy cái vai của mình hay cái gáy của mình nó căng cứng chẳng hạn, mình phải thả lỏng nó ra. Hoặc là ngồi một lúc á, mình sẽ để ý thấy là mày của mình này, nó hay trao lại như này, bởi vì mình nghĩ mà. Thường khi ngồi thiền mình ngồi nghĩ là chính, và mình nghĩ rằng mới tập thiền á, thì là thường bị rất là nhiều suy nghĩ cuốn đi trong trong đầu mình, nên là sau một lúc mình sẽ để ý thấy là chán cứ như này, thế mình phải thả lỏng ra. Quan trọng là ngồi được thả lỏng hết. Thế thì đây là cái tư thế chung để mà ngồi thiền. Mọi người nhớ là có thể ngồi ở trên ghế, thả chân xuống đất nhé. Cũng có thể là ngồi ở trên giường hay ngồi dưới đất, tùy mọi người, miễn sao là cái tư thế thẳng như này. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái việc là bắt đầu thiền ấy, thì là sẽ phải tập trung vào cái gì, nghĩ đến cái gì hay là làm như thế nào. Thế thì thiền thư giãn, chúng ta sẽ cần có ít nhất là một đối tượng, một chủ thể để chúng ta tập trung suy nghĩ của mình, quan sát nó. Thì cái đối tượng này á, hay là chủ thể này, thì trong đạo Phật rất hay đề cập đến là, một là hơi thở này, chỉ có tập trung vào quan sát hơi thở này. Hai là có thể tập trung vào tượng Phật trước mặt, hoặc là tập trung vào một cái bài tụng kinh, hoặc là kinh thánh nếu mà là người theo đạo khác, hoặc là đốt một cây nến đặt trước mặt và chỉ tập trung nhìn cái cây nến đó. Thế thì thiền đương đại hay là thiền của New Age Spirituality thì lại giới thiệu cho chúng ta cái phương pháp, đó là nghe nhạc, nghe một cái bản nhạc nào đó và mình chỉ tập trung vào việc nghe nhạc thôi,
nghe từng âm thanh, từng cái giai điệu của cái bản nhạc đó trong cái quá trình mình ngồi đó, ngồi thiền đó. Và một cái phương pháp khác thì lại giới thiệu cho chúng ta về việc là dùng mantra, tức là dùng một câu niệm, niệm chú lặp đi lặp lại ở trong đầu. Ví dụ như là Aima, 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 hoặc là Aham Brahmasmi, và mình cứ lặp đi lặp lại như vậy ở trong đầu mình, trong suy nghĩ của mình thôi, không phải là nói ra, mà mình ngồi im và tập trung vào cái mantra đó. Thì mỗi một đạo, mỗi một trường phái, mỗi một thầy có thể sẽ dạy cho mình một cái mantra khác nhau, và mục tiêu của cái mantra đó đều là để mình tập trung được tâm trí của mình vào một chủ thể, một đối tượng duy nhất trong cái quá trình ngồi thiền, và suy nghĩ của mình không bị lan man, không bị đuổi theo vấn đề nọ, chạy theo vấn đề kia, hay là lo lắng về tương lai, hay là đau khổ về quá khứ, rồi suy nghĩ về việc là người này nói cái nọ, người kia làm cái kia đối với mình, hay là về những cái vấn đề khác trong công việc và cuộc sống. Thế thì trong quá trình thiền, khi mà chọn được một cái chủ thể mà chúng ta cảm thấy phù hợp ấy, tùy theo không gian của mình có này, tùy theo cái điều kiện của mình sinh hoạt và cái đời sống của mình này, để mình chọn cái đối tượng mà mình sử dụng trong việc thiền của mình. Ví dụ như là mình đang ngồi văn phòng, mình không thể thắp một cây nến được, thế thì mình sẽ dùng phương pháp là ví dụ chỉ tập trung vào hơi thở thôi thì cũng không vấn đề gì cả. Hoặc là mình chỉ tập trung vào một cái câu niệm chú mantra đó thôi, hoặc là mình chỉ tập trung nghe nhạc, đeo tai nghe vào chẳng hạn. Nếu như trong không gian mà ồn ào quá, ví dụ trong gia đình mà có trẻ nhỏ chẳng hạn, dù mình ngồi ở một phòng riêng rồi nó vẫn ồn đúng không, thì mình có thể đeo tai nghe vào và chỉ nghe nhạc thôi, nghe một cái bản nhạc mà mình lựa chọn từ trước đấy, mình chuẩn bị sẵn để cho cái thời gian tập thiền là chỉ nghe cái bản nhạc đó thôi, thì nó vẫn sẽ hiệu quả. Có nghĩa là mình chỉ cần, quan trọng là có một chủ thể để mình tập trung vào. Thế thì cái chủ thể nếu mình chọn á, là tập trung vào hơi thở, nó hơi khó một chút, bởi vì mình thường quên mất, mình chú ý đến hơi thở một lúc xong là mình quên mất, mình lại mãi nghĩ đến những vấn đề khác. Thế nên là khi mà nó là một cái chủ thể rõ ràng hơn thì nó sẽ dễ để mình tập trung vào hơn. Ví dụ như là nghe nhạc chẳng hạn, nó là một cái âm thanh ngay ở bên tai mình sẽ dễ focus, mình sẽ dễ tập trung hơn. Hoặc là nhìn vào một cái cây nến thì nó ngay trước mặt mình tập trung vào nó dễ hơn so với việc mình quan sát hơi thở trong mình. Thế thì khi mà bắt đầu thiền á, mình đã chọn được một cái chủ thể ấy, và đã ngồi đúng vào cái tư thế này rồi ấy, thì mình sẽ cố gắng là không suy nghĩ. Mỗi khi mà mình cảm thấy là mình lại đi suy nghĩ đến công việc, hay là mình lại đi suy nghĩ đến tối nay ăn gì, hay là mình lại suy nghĩ đến cái câu nói của một người thân, một người bạn, một người trong gia đình mình nói với mình này kia, hoặc là mình lại nghĩ đến việc là tuần sau mình sẽ đi đâu chơi hay gì đó, thì mỗi khi mà mình nhận ra là mình đang suy nghĩ hay là vừa mới nghĩ đến một cái vấn đề gì đó ấy, thì có hai vấn đề mình cần làm. Một là để ý xem mình vừa nghĩ đến cái gì, mình phải biết được mình vừa nghĩ gì. Hai đó là mình lựa chọn là dừng lại, không suy nghĩ tiếp nữa, không đuổi theo cái suy nghĩ đó nữa. Ví dụ như là mình đang nghĩ là ôi không biết là tuần sau thì trời có đẹp không để mình đi Đà Nẵng, ví dụ vậy, thì tự nhiên mình nhận ra là chết, mình quên mất, mình không tập trung vào thiền mà mình lại đi suy nghĩ. Thế thì khi mà nhận ra như vậy á, một là mình sẽ phát hiện ra là mình vừa nghĩ gì này, hai là mình không đuổi tiếp theo suy nghĩ đó nữa mà mình dừng lại, mình không tiếp tục nghĩ đến cái chủ đề đó hoặc là những chủ đề liên quan đến cái vấn đề đó nữa, mà mình chỉ dừng lại, không nghĩ nữa, mà quay trở lại với cái chủ thể mình đang tập trung vào thiền, sử dụng trong cái quá trình thiền. Ví dụ mình đang nghe nhạc chẳng hạn, khi mà mình phát hiện ra là mình vừa mới nghĩ một cái vấn đề gì đó, mình sẽ thôi không nghĩ nữa, và lại quay lại tập trung vào âm thanh, giai điệu của cái bản nhạc mình đang nghe. Hoặc là mình, ví dụ mình đang dùng cây nến để tập trung để ngồi nhìn như này, tự nhiên mình lại phát hiện ra mình vừa mới nghĩ đến người yêu, hoặc là mình vừa mới nghĩ đến con mình, hoặc là mình nghĩ đến một cái kỷ niệm nào đó trong quá khứ hoặc gì đó, thì mình chỉ đơn giản là dừng lại, không nghĩ nữa, và tập trung quay trở lại với cái chủ thể mình đang tập trung vào sử dụng trong cái quá trình thiền đó. Thế thì thực ra toàn bộ cái thời gian ngồi thiền sẽ chỉ là như thế thôi, chỉ đơn giản là mình tập trung vào một chủ thể,
và mình quan sát xem là mình có đang bị nghĩ đến vấn đề gì không. Nếu bị phân tán, bị nghĩ đến vấn đề này, vấn đề kia thì mình phải dừng lại và quay trở lại với cái chủ thể mà mình đã lựa chọn, là mình chỉ tập trung vào nó trong thời gian thiền thôi. Và gần như ấy, nếu như mọi người bắt đầu thực hành thiền thì sẽ thấy rằng là dù là ngồi 10 phút hay 5 phút hay 30 phút hay 1 tiếng thì cả cái quá trình đó chúng ta luôn luôn phải thực hiện cái việc này, cái việc là quan sát xem mình có suy nghĩ hay không. Nếu đang suy nghĩ hoặc vừa với suy nghĩ gì đó thì dừng nó lại và quay trở lại cái chủ thể mà mình đang dùng để tập trung vào trong quá trình thiền. Toàn bộ quá trình thiền gần như chỉ có như vậy thôi. Và khi mà thế thì như thế nào thì gọi là thiền thành công ạ? Thế thì thực ra thì khi mà mọi người dành ra được thời gian này và ngồi xuống để thực hành thiền, đó đã là thành công rồi. Đó đã là bạn dành một cái thời gian riêng cho bản thân mình, cho một cái ý định, đó là giúp cho mình bình tâm hơn, tập trung hơn, hay là an yên hơn trong lòng. Thì khi mà ngồi xuống để thiền, đó đã là cả một thành công. Thế còn cái quá trình trong lúc diễn ra, trong những gì diễn ra trong quá trình thiền thì gần như là chúng ta sẽ khó mà kiểm soát được toàn bộ. Chúng ta chỉ có thể là quan sát suy nghĩ của mình, lựa chọn là dừng lại, không đuổi theo những suy nghĩ đó nữa, và chỉ tập trung vào cái chủ thể mà mình đang tập trung sử dụng trong quá trình thiền. Thế thì sẽ đến một lúc mà trong cái thời gian ngồi thiền đó ấy, nếu như bạn ngồi thiền đủ lâu này, hoặc là cái tâm trí của bạn nó đủ bình lặng, thì sẽ đến một cái thời điểm mà bạn thấy rằng là gần như mình không suy nghĩ gì, hoặc là những cái suy nghĩ đấy nó rất rất thoáng qua, rất nhẹ, rất mình không bị đào sâu, mình không bị cảm thấy là có cái cảm xúc gì liên quan đến suy nghĩ đó lắm, mà gần như nó rất là bình lặng. Mình thoáng nghĩ đến cái này, thoáng nghĩ đến cái kia, nhưng mà mình rất ý thức được việc là mình vừa mới nghĩ gì, và mình tập trung vào cái đối tượng mà mình đang lựa chọn để thiền đó. Thì mình sẽ bắt đầu cảm thấy là cơ thể mình rất nhẹ nhõm, mình ngồi mà mình không thấy đau, không thấy mỏi, hay là tâm trí mình không bị xáo trộn bởi nhiều suy nghĩ này, và cảm xúc của mình không hề bị xáo trộn bởi những cái suy nghĩ đó. Thì đó là cái lúc mà mình bắt đầu đi vào trạng thái thiền. Tuy nhiên là nó mới chỉ là chớm thôi, nhưng mà cũng là cái dấu hiệu tốt khi mà mình bắt đầu cảm thấy thân thể và tâm trí của mình bắt đầu lặng xuống, gần như không có những cái suy nghĩ rối ren nữa. Các bạn nếu như có câu hỏi gì thì cứ comment, mình sẽ thường xuyên theo dõi comment và sẽ trả lời trực tiếp luôn trong cái quá trình mình trao đổi này. Mình cũng muốn là có cái sự tương tác và những gì mình nói có thể là trả lời được một cách trọng tâm nhất vào những cái vấn đề mà các bạn quan tâm. Chứ còn mình cứ thao thao bất tuyệt thì có thể nó sẽ không hiệu quả lắm, nó không đúng vào những cái vấn đề mà các bạn quan tâm chẳng hạn. Nên là hãy cứ comment nếu như có câu hỏi gì đó dành cho mình sẽ trả lời trực tiếp luôn. Hoặc là nếu như các bạn cảm thấy không muốn comment trước số đám đông thì có thể là nhắn tin cho mình riêng cũng được, không vấn đề gì cả. Thế thì có một lưu ý ở trong cái quá trình thiền ấy, đấy là trong quá trình ngồi thiền, mỗi lúc mà mình cảm thấy rằng mình nhận ra rằng mình vừa mới nghĩ một vấn đề gì đó nhé, mình nên để ý xem là sau cái suy nghĩ đó, bộ phận nào trên cơ thể mình đang bị căng thẳng, đang bị tense, là bị căng lên. Giống như là ví dụ như này, mình đang ngồi nhé, lúc đầu đang rất thư giãn này, mày không bị trao này, nhưng mà tự nhiên ngồi được một lúc, nghe nhạc hay là gì đó rất là tập trung này, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ đến chuyện là hôm qua mẹ mình nói câu này mình hơi bực mình, ví dụ thế. Tự nhiên lúc đấy mình như là quên mất, mình lại đi nghĩ linh tinh rồi, bây giờ mình tập trung thiền. Nhưng mà lúc đó thực ra là cái chỗ này chán của mình chẳng hạn nó đã trao lại. Khi mà có một suy nghĩ thôi là sẽ có một bộ phận trên cơ thể mình, ít nhất một bộ phận trên cơ thể mình sẽ bị căng thẳng, thường sẽ là cái vùng chán này, và rất phổ biến đấy là vùng vai gáy này, và nữa là vùng là tay và cái vùng thắt lưng, vùng bụng.
gần như là chỗ nào cũng bị căng thẳng, co cứng. Thế thì khi mà mình suy nghĩ, nó sẽ kéo theo cái việc căng thẳng đó. Và đó là lý do giải thích vì sao mà chúng ta hay bị đau mỏi vai gáy. Bởi vì không chỉ là chúng ta không hoạt động thể thao đều đặn, không chỉ là chúng ta không tập yoga đều đặn, mà còn là bởi vì chúng ta có những căng thẳng, những suy nghĩ rối ren trong đầu mà chúng ta tích tụ lại trong trong cái cơ thể của mình, và những cái cơ của mình nó bị căng cứng, nó suy nghĩ theo mình mà. Là, ví dụ như là mình đang rất là bực mình một cái chuyện gì đó ở công ty, mình về mình ngồi thiền nhưng mà người mình cứ như này, cứ căng lên để mà giữ lấy cái bức xúc, cái căng thẳng đó. Thế thì trong lúc ngồi thiền là lúc mình có thể quan sát được cơ thể, và mình sẽ nhận ra rằng là cái suy nghĩ này nó đang khiến cho mình căng thẳng ở đây. Thế thì bây giờ mình cần thả lỏng nó ra, thả lỏng. Hoặc là mình cảm thấy cái vai mình nó đang gồng lên thì mình sẽ thả lỏng. Thế thì rất là quan trọng khi mà chúng ta có thể quan sát được là cái vùng nào ở cơ thể mình đang tích trữ những cái stress, những cái căng thẳng, những cái lo lắng đến từ cái suy nghĩ trong đầu mình. Và khi ngồi thiền mình thấy được nó ấy, mình sẽ thả lỏng nó ra. Đó là một cách để mà release, để mà thải, để mà thả cái stress đấy ra khỏi người mình. Và chính vì thế mà đôi khi nhá, mình không tập thể thao hay mình không tập yoga mà mình lại có thể giải quyết được vấn đề đau vai gáy hay là đau đầu hay là gì. Bởi vì thực ra là cái stress mình tích trữ nó ở trong cái bộ phận đó nó quá lâu, mình không thải nó ra, mình không đẩy nó ra được khỏi cơ thể. Thế thì ngồi thiền là một cái phương pháp để mình gỡ bỏ được cái stress đó, khi mà mình nhận ra là stress đến từ suy nghĩ, và suy nghĩ nó làm cho cơ thể mình bị gồng lên và giữ chặt cái vấn đề đó ở trong một cái bộ phận, một cái cơ thể, một cái bộ phận của cơ thể mình. Thiền tứ niệm, thiền tứ niệm xứ khác gì với các kiểu thiền khác? Mình muốn hỏi một chút là thiền tứ niệm xứ nghĩa là gì nhỉ? Tại vì thực ra mình cũng xin lỗi các bạn là bởi vì cái tiếng Việt của mình nó không được tốt lắm. Bởi vì mình khoảng 8 năm trước thì khi mà mình bắt đầu rời Việt Nam sang Anh á, và mình bắt đầu nghiên cứu về những cái vấn đề liên quan đến lại tâm trí, tâm linh hay là cảm xúc hay là thiền, những trải nghiệm liên quan đến chiều sâu trong tâm lý. Mình đọc sách bằng tiếng Anh này, và mình tìm hiểu chủ yếu là bằng tiếng Anh. Bởi vì trước đây khi mà mình tìm hiểu trong cái tài liệu tiếng Việt thì mình cảm thấy là nó không có nhiều tài liệu lắm để mình tìm hiểu, và mình cũng không cảm thấy là tiếng Việt nó bộc lộ được hết những cái vấn đề trừu tượng mà trong liên quan đến tâm lý và tâm linh mà các cái thông tin ở trên các cái trang tiếng Anh nó có. Tiếng Việt mình có nhiều từ không giải thích được. Ví dụ như cái từ spirituality, tiếng Việt gọi là tâm linh, thực ra nó không phải tâm linh mà nó liên quan nhiều hơn đến chiều sâu của nội tâm. Thế thì mình muốn hỏi bạn là thiền tứ niệm xứ nghĩa là gì nhỉ? Mà mình xin phép một giây để mình search được không ạ? Bởi vì bản thân cái từ thiền tứ niệm xứ này mình không nghĩ rằng nó là tiếng Việt gốc ạ. Có thể nó là từ Hán Việt hay là gì đó. Thiền tứ Việt xứ đúng không ạ? À, tứ niệm xứ là gì? Có rất nhiều người đặt câu hỏi này nếu khi mình gõ lên Google một cái là hiện ra ngay. À, trong Phật giáo, tứ niệm xứ là bốn phép quan sát cơ thể về sự tỉnh giác. Phương pháp thiền quán của Phật giáo nguyên thủy gồm có này, quán thân này. Chờ mình một chút nha. Quán thân này, quán thọ này, quán tâm này, và các pháp, tức là những ý niệm, khái niệm gom lại là tâm pháp. Đây là một trong những phương pháp quan trọng mà Đức Phật đã nhấn mạnh, được thể hiện rất rõ qua các cái kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và kinh Tương Ưng Bộ. Thế thì cái phương pháp thiền tứ niệm xứ này thực ra là những cái phương pháp thiền hiện đại nó đã chia ra rất nhiều phương pháp, và phương pháp thiền tứ niệm xứ này mình có thể nói rằng nó là một phương pháp tổng quan. Tức là ví dụ như ở đây họ có nói đến là quán thân, là giống như mình vừa nói, đó là các bạn
trong quá trình ngồi thiền, chúng ta phải quan sát được cái thân thể của mình, có những gì đang diễn ra trong trong thân thể của mình. Ví dụ hơi thở của mình như nào, đều đặn, nhẹ nhõm, nhẹ nhõm, hay là này, hay là rất là căng thẳng, hay là cái bộ phận cơ thể nào nó đang bị gò bó, đang bị đau, đang bị giữ những cái tích tụ, những cái stress, những cái căng thẳng ở trong nó. Hay là quán thọ, quán tâm. Quán tâm thì ví dụ như là mình quan sát được cái cảm xúc của mình, quan sát được cái ý nghĩa, ý nghĩ của mình ở trong đầu, trong cái quá trình ngồi thiền. Và vấn đề là mình phải phân biệt được ý nghĩ đó là tốt hay xấu. Thực ra thì tốt xấu là do cái quan niệm của xã hội đặt ra thôi. Tuy nhiên là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa về tốt xấu trong tâm niệm của chính mình. Thế thì ví dụ như mình nghĩ là mình rất ghét cái người này, mình mong cho họ bị trời tru đất diệt, ví dụ như thế. Thế thì đấy là tốt hay xấu tự mình phải biết. Và cái việc là quán tâm có nghĩa là đấy, quan sát suy nghĩ của mình và phải biết rằng mình vừa nghĩ gì. Nghĩ được một điều tốt cho mọi người, tốt cho bản thân mình, hay là mình nghĩ đến một điều có hại cho mọi người và không tốt cho mọi người. Thế thì quan sát được và biết được mình vừa mới nghĩ gì để mà mình điều chỉnh, mình có nên nghĩ như vậy hay không, mình có nên đuổi theo những cái suy nghĩ đó hay không, thì từ đó mình đưa ra quyết định là không nghĩ như vậy nữa. Và cái thời điểm mình đang ngồi thiền thì mình cần dừng lại để tập trung vào cái đối tượng mà mình đang sử dụng trong quá trình thiền. Tuy nhiên nhé, đây là cái phương pháp thiền thư giãn. Tuy nhiên đối với phương pháp thiền thanh lọc tâm trí thì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc quan sát và gạt suy nghĩ đi để mà tập trung vào một vấn đề, mà chúng ta sẽ phải đào sâu vào cái suy nghĩ đó để xem là tại sao chúng ta lại có suy nghĩ đó, tại sao chúng ta lại có thể nghĩ những cái vấn đề như vậy, và điều gì chúng ta mong muốn từ cái suy nghĩ đó, từ kết quả của cái suy nghĩ đó. Thế thì thiền thanh lọc tâm trí nó sẽ giải quyết được vấn đề là nguyên nhân của những suy nghĩ đó từ đâu ra, và mục đích của những suy nghĩ đó là gì, và nó có những cái ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, đến tính cách, đến thái độ sống, và đến ảnh hưởng cả đến những cái sự việc nó đến với mình trong cuộc sống nữa. Thế thì mình nghĩ rằng cái thiền tứ niệm xứ thì Đức Phật đã dạy phương pháp thiền này, nó gần như là bao quát được tất cả những cái phương pháp thiền hiện đại. Đó là nó vừa là phương pháp thiền relax, thư giãn, khi mà mình quán chiếu về thân thể để mà thả lỏng, hay là quán chiếu về thân thể mình có khỏe mạnh, có trong sạch không, ví dụ thế. Hoặc là quán chiếu được cái tâm lý, tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của mình ấy. Thì để mà dừng lại, để mà tập trung vào thiền, thì đó là thiền thư giãn. Còn đối với thiền thanh lọc tâm trí thì nó cũng bao gồm luôn trong cái thiền tứ niệm xứ này. Bởi vì khi mà mình quán chiếu được cái tâm lý, cái suy nghĩ và tâm trí của mình, thì mình sẽ có khả năng để thay đổi được cái cách nghĩ, những cái suy nghĩ và những cái nguồn gốc của suy nghĩ đó của mình. Thì cảm ơn bạn đã có câu hỏi này rất là hay. Bởi vì thực ra mình chưa nghe đến cái từ thiền tứ niệm xứ bao giờ. Bởi vì mình chỉ sử dụng tiếng Anh là chính, và mình đọc sách tiếng Anh nên mình không biết được cái đến loại thiền này trong tiếng Việt. Và mình phải nói rằng đây là phương pháp thiền mà Đức Phật đã dạy từ xưa ấy. Thì đúng là nó bao quát được tất cả những cái phương pháp thiền đương đại. Tuy nhiên là mình chưa có thử, hay là mình chưa có học trực tiếp từ một người thầy nào dạy phương pháp thiền tứ niệm xứ này, cho nên mình cũng không dám chắc là nó có phù hợp với bản thân cá nhân mình hay không, hay là nó có phù hợp với cái mục tiêu của mình, mục đích sử dụng thiền của mình hay không. Tuy nhiên mình thấy rằng là cơ bản là nó là một phương pháp bao quát được tất cả những cái phương pháp nhỏ lẻ hay là nảy sinh trong thời đương đại hiện giờ. Mình có thêm một chút một số câu hỏi. Thiền thư giãn áp dụng khi bắt đầu ngủ thì ngủ rất nhanh. Em chuyên dùng lúc đó thì thiền có tác dụng hay không? Thiền thư giãn có tác dụng cho việc ngủ các bạn ạ. Và đặc biệt là nếu như các bạn thực hiện như mình nói, nhưng với tư thế nằm nha, ngủ ngay. Ngủ ngay sâu chắc là 5 phút.
Nhưng cái quan trọng nhất đó là chúng ta vẫn cứ phải có khả năng là quan sát được xem mình đang suy nghĩ gì và ngừng lại. Thế thì đấy là lý do vì sao mà mọi người khi mà đi ngủ đeo tai nghe và nghe một chút nhạc nhẹ, và nếu như mình không bị suy nghĩ quá nhiều, mình thường dễ đi vào giấc ngủ. Thực ra cái nguyên lý của nó cũng như là thiền thư giãn thôi, tức là chúng ta tập trung suy nghĩ của mình, tập trung cái sự tập cái focus của mình vào một chủ thể mà không bị phân tán suy nghĩ, không bị đuổi theo suy nghĩ. Thì khi mà nằm xuống, thậm chí là chỉ cần ngả như này thôi, thì mình cũng sẽ dễ ngủ rồi. Nên là thiền thư giãn giúp cho việc ngủ rất là tốt. Hoặc là ngồi thiền thư giãn trước khi đi ngủ cũng cũng sẽ có tác dụng, bởi vì là nó sẽ thư giãn toàn bộ các cái cơ, các cái bộ phận mà mình đã tích trữ những cái stress trong người á, mà mình quan sát được, mình thả lỏng ra. Và mình có khoảng độ 10-15 phút mà mình thư giãn được cái tâm trí, và mình không bị đuổi theo những cái suy nghĩ mâu thuẫn, những cái vấn đề rắc rối phức tạp, thì đầu óc mình nó sẽ thư giãn ra, và như vậy khi đi ngủ mình cũng sẽ cảm thấy đi vào giấc ngủ dễ hơn. Nguyễn Quỳnh Lan, hôm nào rảnh nghe chị tâm sự quá trình từ những ngày đầu sang UK. Sẽ có một buổi mà mình chia sẻ với mọi người này, vì sao mình lại rời Việt Nam sang UK, rồi sang đây trải nghiệm của mình như nào, và vì sao mình lại đến với những cái phương pháp như là thiền, yoga, và bây giờ cuối cùng mình lại định cư ở Anh và sống một cái cuộc sống mà mọi người nghĩ rằng là rất là an yên, đúng không ạ? Thì thực ra thì an yên á, an yên nó là một cái trạng thái ở trong tâm lý của mỗi người. Và thực ra mấy cái năm đầu tiên mình mới sang Anh này, mình không an yên chút nào. Mình dù là cái điều kiện sống tốt hơn, hay là xã hội cũng rất là văn minh, rồi cảnh rất là đẹp, nhưng mà vấn đề là cái trong đầu mình nó chưa an yên thì cũng rất là quằn quại. Chắc là cũng sẽ có một buổi mà mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái hành trình từ lúc mình sang nước Anh đến giờ. Vipassana, vô thuận này. Comment là Vipassana, ý là bạn muốn trao đổi về về vấn đề đó hay là gì nhỉ? Thực ra thì mình không có giỏi về vấn đề là nhớ được những cái cụm từ, những cụm từ đối với mình là rất khó ở trong yoga hay là trong đạo Phật. Ví dụ như là những cái pose của những cái tư thế yoga mà mình sử dụng, mình không biết gọi nó là gì mấy đâu. Mình chủ yếu là tập vì mình cảm thấy phù hợp, hoặc là thiền chẳng hạn, các cái phương pháp mà mình thấy phù hợp ạ, thì mình sẽ gọi tên nó ra một cách dễ hiểu nhất. Ví dụ như lúc nãy mình nói với các bạn là thiền thì sử dụng mantra chẳng hạn. Mantra là gì thì đối với mình nó chỉ là một cái câu nói, nó không có một ý nghĩa cụ thể lắm. Mà chỉ là để cho focus tâm trí của mình vào cái mantra đó thôi. Tuy nhiên cũng có một số trường phái nói rằng mantra có nghĩa nhé. Ví dụ từ om, mình chỉ tập trung vào chữ om thôi. Thực ra chữ om này nó không có ý nghĩa cho gì cả trong tiếng Anh hay là trong tiếng Việt. Tiếng Việt thì là om, nhưng om này thì nó cũng không hẳn là cái ý nghĩa của từ om đó. Tuy nhiên là trong đạo Phật chẳng hạn thì lại giải thích rằng từ om, hay là trong cứ gọi chung là đạo Phật đi, thì cái ý nghĩa của từ om này là âm vang, âm thanh của vũ trụ, và khi mình niệm cái âm thanh này nó sẽ giúp cho mình hòa nhập vào cái tần số sóng của vũ trụ hơn. Thế thì mỗi mỗi trường phái sẽ có một cái phương pháp, một cái cách giải thích khác nhau về cái phương pháp của họ. Và cái quan trọng nhất đó là mỗi người chúng ta nên thử nghiệm và xem là cái phương pháp nào hiệu quả. Ví dụ như có những lần mà mình ngồi để chỉ có tập trung vào chữ ôm ở trong đầu thôi, nhưng một lúc sau mình cảm thấy rất là khó để mà không suy nghĩ hết vấn đề nọ, vấn đề kia, thì mình lại phải thay đổi. Mình lại phải đốt một cây nến và mình chỉ nhìn một cây nến thôi, mình cảm thấy nó dễ hơn, ví dụ thế. Hoặc là một ngày khác đẹp trời, mình lại tập trung nhìn vào nến, xong mình lại cứ nhìn đi chỗ khác, mình lại nhìn ra ngoài hay là gì đó, thì lại cũng không hiệu quả. Thế là mình lại phải nhắm mắt vào và nghe nhạc, ví dụ thế. Hoặc là lại quay lại sử dụng một cái mantra khác. Thế thì thực ra đôi khi mình không phải mình chỉ sử dụng một phương pháp thiền duy nhất đâu, mà mình thay đổi thường xuyên, tùy thuộc vào cái tâm trạng hoặc là vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống. Ví dụ như là
mình cảm thấy gần đây mình cảm thấy rất là căng thẳng, mình bị đau cơ, ví dụ như thế, thì mình lại sử dụng nhiều phương pháp thiền thư giãn. Còn cái đợt nào mà mình có một cái vấn đề về cảm xúc, ví dụ như là mình cảm thấy rất là buồn về một cái chuyện gì đó mà mãi không giải quyết được, thì mình sẽ sử dụng phương pháp thiền thanh lọc tâm trí để tìm hiểu và hiểu rõ được cái nguồn gốc của cái suy nghĩ đó và giải quyết được vấn đề tâm lý thì mình mới gạt nó ra khỏi đầu mình được. Tên gọi khác thiền tứ niệm xứ. Lúc nãy mình có nói đến là thiền tứ niệm xứ ấy, thì theo mình nghĩ rằng đây là tên gọi mà để gọi cái phương pháp thiền mà Đức Phật trước đây đã dạy, đã truyền lại. Và mình thấy rằng là phương pháp thiền tứ niệm xứ này, theo như những gì mình đọc ở trên mạng ấy, thì nó bao quát gần như là tất cả các phương pháp thiền khác mà sau này thế giới đã tạo ra hay là phát triển lên từ từ cái thiền này. Mình cũng không biết là mọi sau này thiền đương đại là dựa trên thiền tứ niệm xứ để mà phát triển lên, hay là bởi vì khi mà trải nghiệm rất là nhiều thì tất cả các phương pháp nó bắt đầu quy tụ lại. Thực ra nó tất cả nó đều quy tụ lại cùng một cái vấn đề thôi. Ví dụ như là tất cả các đạo, các trường phái về tôn giáo khác nhau ạ. Mỗi đạo, mỗi giáo có một Đức Phật riêng, một vị Chúa riêng, hay một cái cách thức thờ cúng, một cái truyền thống riêng. Nhưng rốt cục thì họ đều có những cái thông điệp chung và những cái chân lý gần như là chung, và đều là những cái con đường để chỉ dẫn cho mọi người đi tìm thấy an yên, tìm thấy bình an trong cái kiếp người này, và giúp cho cuộc đời nó trở nên có ý nghĩa hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. À, Vipassana là thiền tứ niệm xứ phải không ạ? À, xin cảm ơn bạn Võ Thuận. Đúng là mình không có biết đến những tên cái tên này, và mình chỉ chia sẻ những cái phương pháp với những cái tên gọi mà nói ra là có thể hiểu được ngay. Còn về cái tên gọi nguồn gốc này, hoặc là tên gọi là gì chuyên dụng ạ, của từng loại, có thể là mình không không nhớ, không thuộc, bởi vì mình thấy rằng cái quan trọng nhất đó là cái cách thực hiện là như thế nào này, và cái tác dụng như thế nào, hoặc là mình áp dụng vào bản thân mình ra làm sao. Mình chỉ ví dụ như mình biết được cái tên của thiền siêu Việt thì tiếng Anh gọi là Transcendental Meditation, thì hình như là chỉ có mỗi loại đấy là mình thực sự biết tên trong tiếng Việt và tiếng Anh cụ thể. Thế còn lại thì những cái phương pháp khác mình đều phiên dịch nó ra một cách đơn giản nhất để cho bản thân mình nhớ được nhất này, hiểu được nhất này, và mình dễ truyền đạt lại với mọi người nhất. Ví dụ như là mình nếu như mình giới thiệu với mọi người một phương pháp thiền Vipassana thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ không được gần gũi lắm với nhiều người. Và có thể là một số người thì hiểu rất là rõ, thậm chí là hiểu rõ hơn mình về thiền Vipassana này. Tuy nhiên cá nhân mình thì mình chỉ chia sẻ với những cái ngôn ngữ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất thôi, bởi vì bản thân mình không phải là một người giỏi về tiếng Việt nữa rồi. Và tiếng Anh thì mình cũng chỉ là khi đọc mình sẽ hiểu được cái phương pháp đó cụ thể là gì, thực hành ra làm sao, và tác dụng như thế nào, chứ mình lại không không cố để nhớ cái tên gọi, tên khoa học hay là tên mà cái trường phái đó đặt ra. Mình nghĩ là mình cũng đã trao đổi gần như là tất cả những cái vấn đề liên quan đến thiền thư giãn rồi. Chỉ có cái là mình cũng không biết là mọi người có băn khoăn gì, hay là có chỗ nào mà cảm thấy muốn hỏi rõ hơn, hay là khi mà thực hành á, thì trong cái quá trình thực hành thiền ấy, nó sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau của từng người. Thế thì nếu như có ai mà đã thử thực hiện thiền rồi và có câu hỏi gì đặt cho mình thì mọi người cứ cởi mở và comment để mình có thể trả lời luôn, hoặc là gửi tin nhắn cho mình sau cũng được. Thì mình kể chuyện này đi. Trong thời kỳ mà mình bắt đầu thực hành thiền ấy, thì nó cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị, kỳ thú, kỳ bí.
Thì mình cũng chia sẻ một chút nhé, biết đâu các bạn tập thiền cũng cũng có những cái trải nghiệm tương tự chẳng hạn. Ví dụ như là có những lúc ấy mà mình ngồi thiền được khoảng độ 15-20 phút, có lần mình bắt đầu cảm thấy rất là thư giãn, cơ thể mình nhẹ nhõm, tâm trí mình bắt đầu bình lặng hơn. Và bất chợt mình nghe thấy một giọng nói chẳng hạn. Nhưng mà thường thì nó là những cái thông điệp rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Và nó giúp mình có một cái sự biến chuyển trong nhận thức cũng như là trong đời sống. Đấy, thỉnh thoảng là mình nghe thấy tiếng nói này. Hoặc là đôi khi mình cảm thấy bắt đầu kiểu như là mất mất thăng bằng, cảm thấy mọi thứ giống như là mình không đang ngồi đây, cảm thấy mình đang ở trong vũ trụ chẳng hạn, mình như kiểu đang ở trạng thái float, bay bổng mà cảm thấy không không có trọng lượng kiểu như thế. Thì những cái trải nghiệm đó thì không phải là lúc nào nó cũng diễn ra trong quá trình thiền, và nó cũng không phải là tiêu chí để mà nói rằng là thiền như vậy là hiệu quả, là tốt, là siêu, là giỏi hay là gì cả, mà nó chỉ là những trải nghiệm bất chợt diễn ra, có thể diễn ra hoặc có thể không, và nó không phải là mục đích của thiền. Nó chỉ là những cái byproduct, có thể là những cái side effect hoặc là những cái tác dụng phụ mà nó diễn ra, có thể diễn ra trong quá trình thiền thôi. Thì nếu như trong quá trình tập thiền á, mà các bạn có những cái trải nghiệm lạ hoặc là hơi khác biệt, hơi sợ một chút ví dụ thế, thì các bạn cũng có thể nhắn tin chia sẻ với mình. Mình cũng khá là tự tin trong việc là mình không có ngại nói chuyện về những cái vấn đề nó hơi hơi kỳ lạ như vậy, bởi vì bản thân mình cũng có rất là nhiều trải nghiệm kỳ lạ. Nếu như mà các bạn cảm thấy thích thú, có hứng thú với những cái câu chuyện kỳ lạ đó, thì mình cũng có rất nhiều chuyện để trao đổi để kể. Tuy nhiên là những cái trải nghiệm kỳ bí hay là ảo diệu chẳng hạn, rốt cục thì nó cũng không làm thay đổi cuộc đời của mình, không làm thay đổi được cuộc sống hàng ngày của mình, những công việc, những trách nhiệm, những va chạm trong cuộc sống. Mình vẫn cứ phải đối mặt, mình vẫn cứ phải lựa chọn cách sống như thế nào, cách mình đối diện với nó là ra làm sao. Và cho dù là mình có được trải nghiệm một chút về enlightenment, tiếng Việt là gì, trải nghiệm Nirvana, là đạt đến trạng thái niết bàn chẳng hạn, một chút chạm vào nó chẳng hạn, nhưng rốt cuộc thì mình vẫn cứ phải quay về với một cái cuộc sống hàng ngày, vẫn cứ phải ăn, vẫn cứ phải ngủ, vẫn cứ phải làm việc, vẫn cứ phải đối diện với những mối quan hệ, những nỗi suy nghĩ vật vã đau đáu trong lòng thôi. Cho nên là những trải nghiệm kỳ bí đến mấy, hay ho rồi kỳ diệu đến mấy, thì nói chung là mình cũng cũng cần phải có cái sự trao đổi chia sẻ để mình không bị sợ, mình không bị lạc hướng. Tuy nhiên là nó không phải là mục tiêu của thiền, và nó cũng không phải là đích đến cuối cùng để mà đạt được an yên, hay là đạt được tri thức, hay là đạt được một cuộc sống viên mãn mãi mãi, không phải. Cậu tập thiền được bao lâu rồi? Đối với người bận rộn ít không gian riêng muốn tập thiền thì cậu có lời khuyên như thế nào? Chào Mommy. Mình bắt đầu tập thiền từ 8 năm trước, nhưng mà mình kiểu như tập bập bõm ban đầu thôi, là có khi mấy tuần mới tập một lần. Mà đặc biệt, mình nhớ ra điều này, đó là đặc biệt là mọi người thường nghĩ đến việc tập thiền khi mà mình rất stress, rất mệt mỏi với công việc, với cuộc sống, thì mình bảo, ôi thôi chắc mình phải tập thiền cho nó thư giãn hơn, cho tâm tâm trạng của mình nó đỡ hơn các thứ. Thế thì ban đầu mình cũng thế, tức là mình bắt đầu tầm 8 năm trước, nhưng mình cũng chỉ tập khi mà mình cảm thấy nó căng thẳng quá, mệt mỏi quá, chán nản quá, nên là thôi phải thiền cho nó đỡ, kiểu như vậy. Thế thì sau đó khoảng độ 5 năm trước, mình bắt đầu tập đều hơn một chút, một lần một tuần thay cho một lần một tháng thì là một lần một tuần. Thì có nghĩa là kể cả mình đang không quá stress, mình vui vẻ nhẹ nhõm, mình vẫn cố gắng là thiền một lần một tuần. Nhưng sau đó thì 3 năm trở về trước thì mình bắt đầu thiền hàng ngày.
thậm chí là 2 lần một ngày. Và từ hồi mà mình bắt đầu tập hàng ngày ấy, hay là 2 lần một ngày, thì mình cảm thấy có rất nhiều sự biến chuyển. Bởi vì có vừa là nó giúp cho mình bình ổn về tâm lý và tâm trí của mình nó thông thoáng và minh mẫn hơn hàng ngày, hàng giờ, chứ không còn chỉ là một lần một tuần nữa. Thì mình bắt đầu thay đổi trong nội tâm. Và quan trọng nhất đó là khi mình bắt đầu chuyển từ thiền thư giãn sang đào sâu và thiền thanh lọc tâm trí, có nghĩa là mình tìm hiểu và giải quyết được những vấn đề sâu trong tâm lý của mình và hiểu ra được những cái hiểu nhầm, những cái lầm tưởng, những cái những gì mà mình tin rằng là sự thật ở trong thế giới này thực ra là nó chỉ là thật hay là đúng đối với niềm tin riêng của mình thôi, chứ nó không phải là một cái sự thật vững chắc, một cái sự thật có thể áp được với tất cả mọi trường hợp, với mọi người. Thì đấy, như vậy là khoảng độ 2 năm trở lại đây thì mình có thể nói rằng là mình không còn bị vấn đề về tâm lý, bị trầm cảm như ngày xưa. Và khi mà mình hiểu được những cái vấn đề trong nội tâm của mình và mình giải quyết được nó thì mình bắt đầu tìm thấy an yên, mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và mình biết được ý nghĩa đó là gì. Và mình cũng cảm thấy được rằng mình hiểu được mọi người hơn và mình muốn được chia sẻ nhiều hơn, bởi vì mình hiểu được những cái nỗi đau trong tâm trí, trong tâm lý của mọi người, bởi vì mình cũng đã trải qua những cái quá trình đó. Khi đối với những người mà bận rộn ấy và ít không gian riêng mà muốn tập thiền, thì mình nghĩ rằng bản thân mình thì khoảng độ mấy tháng nay thôi mình mới ở một mình này, mình có nhiều thời gian hơn này. Còn thực ra thì dù là trên Facebook mình cũng đăng trông rất là an yên, đúng không? Trông như là mình chẳng bao giờ đi làm gì, chẳng bận rộn việc gì. Thực ra thì mình cũng là một người bận rộn, mình cũng có rất là nhiều công việc kinh doanh và phiên dịch, rồi là mình cũng tư vấn rồi dạy thiền cho bạn bè, cho nhiều người. Thì thực sự mà nói thì mình nghĩ là mình cũng là một người bận rộn. Tuy nhiên là cái quan trọng nhất ấy, đấy là mình xác định rằng thiền là một yếu tố quan trọng hàng ngày của bản thân mình, và mình coi nó như là một cái lễ nghi mà mình nhất định phải thực hiện. Cứ giống như là ở gia đình mình nhá, cứ đến mùng 1 và rằm là mình phải thắp hương cho tổ tiên, đúng không ạ? Nó là một cái lễ nghi mà mình cần phải thực hiện. Thế thì đối với mình cũng thế, hàng ngày mình phải dành ra 10, 15, 20 phút để thiền. Thực ra đối với mình thì mình thiền 2 lần một ngày và khoảng 30 phút một lần. Thì cái thời gian nào mà mình thực sự rảnh á, thì mình thậm chí là thiền 2 lần một ngày và 1 tiếng một lần. Nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng có thể có thời gian nhiều như vậy. Tuy nhiên với người bận rộn thì mình nghĩ rằng chỉ cần 1 lần một ngày 10 đến 20 phút là tốt rồi. Và thực ra ấy, thì 10 đến 20 phút thì không phải là nhiều. Nếu như mọi người đặt cái chế độ ở trên phone xem là một ngày mình dành bao nhiêu thời gian trên điện thoại hay là trên Facebook, thì chắc mọi người cũng sẽ tự hình dung ra được là cái thời gian mình dành vào thế và những việc như vậy nó nhiều như thế nào. Cho nên 10-20 phút thiền thì không phải là quá nhiều, đúng không ạ? Thì chỉ có cái quan trọng nhất đấy là chúng ta tìm ra một cái không gian cho bản thân mình. Thì mình có thể là trao đổi với người thân, với chồng, với con chẳng hạn, là mình có ý định là mình sẽ tập thiền hàng ngày. Và ví dụ như là cứ vào 8 rưỡi tối thì hãy dành cho mình 15 phút mình ngồi ở một phòng riêng, chồng có thể trông con giúp không, hay là nếu mà cái thời gian đó không khả thi á, thì có thể là mình sẽ dậy sớm lên một chút. Mình dậy, ví dụ bình thường mình dậy 7 giờ chẳng hạn, thì mình cố gắng sao cho dậy trước khoảng 15 phút và mình ngồi ngay tại trên giường thôi. Mình ngồi thẳng lúc mới ngủ dậy này, mình ngồi 10-15 phút để thiền. Thì, hoặc là nếu như mà cũng vẫn không có thời gian nữa thì có thể là đi làm mà mình có một chút thời gian nghỉ trưa, thì mình có thể ngồi tại ghế văn phòng, mình ngồi thiền 10 phút thôi hoặc 15 phút. Thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất đấy là tự mình đưa ra cái quyết định và cái sự nỗ lực để tìm một cái thời gian và không gian cho bản thân mình hàng ngày. Thì mình nghĩ rằng thời gian thiền nó không chiếm quá nhiều đâu, mà cái quan trọng nhất đấy là mình có cố gắng để tạo ra cái thời gian không gian đó hay không. Tự mình phải cố gắng và tìm cách sao cho nó phù hợp nhất với cái điều kiện hoàn cảnh của mình thôi. Và chúc các bạn có thể có được cái sự nỗ lực đó này, cái quyết tâm đó mà bắt đầu thực hiện nó hàng ngày.
từ hôm nay hoặc là trong thời gian sớm nhất có thể. Thì không biết có ai cần có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Ôi trời, 9:20 rồi, à 10:20 rồi đúng không? Thôi thế thì mình xin phép được gác lại, tạm khép lại buổi ngày hôm nay. Và mình rất là vui bởi vì mình nhận được những cái câu hỏi trực tiếp như này thì cái sự trao đổi nó cũng sẽ được tập trung hơn vào những cái vấn đề mà mọi người quan tâm. Mình hy vọng rằng là những gì mình trao đổi nó có thể giúp ích được một chút đối với những người đang tìm kiếm những cái thông tin này. Và mình mong muốn rằng là có một cái động lực cho các bạn, những người mà đang quan tâm đến việc thực hành thiền, cố gắng để tạo ra một chút không gian, một chút thời gian cho bản thân mình, hàng ngày dành ra 10-15 phút để bắt đầu tập thiền. Thì bản thân mình thì mình luôn luôn cố gắng để duy trì được thói quen đó, và nó giúp cho mình rất là nhiều. Và mình hy vọng là nó cũng sẽ, các bạn cũng sẽ thấy được cái tác dụng của thiền và cố gắng duy trì nó. Thì nếu như có thêm câu hỏi nào á, thì các bạn cứ comment xuống dưới video này. Mình sẽ post lên Facebook ngay bây giờ sau khi kết thúc buổi hôm nay. Và mình cũng sẽ trả lời các câu hỏi mà các bạn comment hoặc là gửi tin nhắn riêng cho mình. Và mình hẹn gặp các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Và khi mà mình mở lớp thiền ấy, thì nếu như các bạn quan tâm thì có thể để lại thông tin để mình sẽ liên lạc khi mà có cụ thể về lịch trình hơn. Chúc các bạn một buổi tối bình an. Và hôm nay là Chủ nhật nhỉ, thế thì một tuần mới nữa sắp tới, một tuần mới bình an hơn, vui vẻ hơn, và mọi việc sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha.